Kính chào quý vị khán thính giả, quý vị đang đến với chương trình Tìm Người Thân được phát trực tiếp trên băng tần của Leader Sài Gòn TV ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình Tìm Người Thân luôn được phát sóng vào mỗi thứ năm vào lúc 11 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa nhằm phục vụ cho quý vị khán thính giả tìm lại được những người thân, những người bạn bè đã lạc mất trong chiến tranh hoặc là sau chiến tranh hoặc là lạc mất ngay tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chương trình này là hoàn toàn miễn phí và quý vị có thể gọi điện trực tiếp ngay sau khi mà đường line điện thoại sẽ mở. Đầu tiên thì chương trình này xin cảm ơn những nhà bảo trợ đã bảo trợ cho chương trình được tiếp tục trong những thời gian vừa qua. Xin cảm ơn tiệm vàng Jin và Kim Thu, cô chú Jin đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn công ty Family Tour và mới đây nhất, xin cảm ơn tới Pure Air. Pure Air chuyên lắp ráp hệ thống điện lạnh, máy sửa cho tư gia, các cơ sở thương mại. Pure Air còn có thêm máy lọc không khí, giúp cho căn nhà của quý vị có được không khí trong lành, sức khỏe tốt quanh năm. Như quý vị đã biết là mùa hè sắp đến rồi và sửa chữa những cái máy lạnh là một hay là mua mới những cái máy lạnh là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Và thưa quý vị, đó là những nhà bảo trợ ở trong chương trình. Chương trình Tìm Người Thân không chịu trách nhiệm tất cả mọi thông tin mà quý vị đưa ra và không có nhận những lời nhắn có tính cách thương mại, có tính cách riêng tư hoặc tố tụng. Ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi vào đường line trực tiếp ở số phone là 714-893-3264, 714-893-3264 để mà gọi đến cho chương trình Tìm Người Thân gửi lời nhắn. Và nếu như mà sau chương trình này quý vị có muốn gọi thì xin gọi, xin email. Thưa quý vị, chúng tôi không có nhận những cái cú phone gọi ở trong vào đài mà chúng tôi chỉ nhận qua email, đó là tìm người thân @leadersaigontv.com, đó là tìm người thân @leadersaigontv.com. Và thưa quý vị, chương trình Tìm Người Thân đường line ở trên phone đã được mở vào hôm tuần trước thì đã có những người đã gọi vào trong đài. Số 83, cô Diễm Nga. Cô tìm cô Bích Phương ở Đa Cao, ở Sài Gòn, khi trước đã học trường tiếng Nhật ở Trương Đình. Cô làm ở Sở Mỹ và đã làm dâu phụ cho năm 1972 cho cô Nga. Nay thì cô Diễm Nga muốn tìm lại cô Bích Phương. Nếu cô Bích Phương nghe được tin này, xin gọi lại cho cô Nga ở số phone 626-290-5116. ID số 84, Mảnh Rừng, tìm người quen, đó là Huỳnh Anh Kiệt. Trước ở phố quận Trường, trưởng quận Tam Bình, Vĩnh Long, gia đình vợ ở Trái Cam. Lần cuối là gặp là năm 1984 và chia tay năm 1974. Nếu như mà ông Huỳnh Anh Kiệt có nghe được tin này, xin liên lạc với ông Mảnh Trần ở 626-242-0745. Lê Quy, tìm người bạn tên là Nguyễn Tri, khóa 27, sĩ quan Thủ Đức. Sau năm 1969, người bạn chuyển sang ngành không quân ở Cần Thơ. Đến năm 1975, mất liên lạc, có gia đình bán nem tré ở Thừa Thiên Huế. Đó là thông tin nhận diện rất là quan trọng, là có gia đình bán nem tré ở Thừa Thiên Huế. Nếu như mà ông Nguyễn Tri có nghe được tin này thì xin liên lạc với ông Lê Quy ở số phone là 714-768-7235. Cô Trương Thị Thu Nga, tìm người bạn thân tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung. Trước đây đã từng có thời gian học chung ở trường Thánh Phô Ma năm 1975. Và năm 1984 có làm dâu phụ cho cô Nga và biết là đã qua Mỹ ở Chicago. Nếu như mà cô Nguyễn Thị Hồng Nhung có nghe được tin này thì xin liên lạc với cô Trương Thị Thu Nga ở 714-3232-3890. Cô Dung Đỗ ở số ID là 87, tìm bạn cho anh Phạm Hùng Lâm. Người này có tên là Nguyễn Ngọc Hà, có vợ là chị Huệ. Lần cuối gặp vào năm 1989 là được biết ở Cali. Khi đó đã có thời gian từng đi dạy chung ở Hóc Môn với anh Lâm. Nếu như mà Nguyễn Ngọc Hà có nghe được tin này thì xin liên lạc với cô Dung Độ ở 714-837-2260 hoặc 714-406-9147. Và trên đường line anh Tuấn đã thấy được cú phone đầu tiên. Dạ vâng, xin chào chương trình Tìm Người Thân, xin nghe ạ. Dạ, xin chào anh ạ. Anh vui lòng làm ơn
sao? Dạ vâng ạ, xin anh cho biết quý danh ạ. Dạ, Hùng Nguyễn. Dạ. Trước 7 năm, lưu ý làm ở Cục Mãi Dịch, Sài Gòn. Dạ. Dạ vâng ạ, xin anh cho biết là anh tìm ai ạ? Dạ, tìm người bạn thân là lưu ý không quân Nguyễn Văn Chính, lưu đồng năm không quân. Lưu ý không quân Nguyễn Văn Chính, lưu đồng năm không quân. Khóa 2, 70 Thủ Đức. Dạ vâng ạ. Tại đóng tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đóng tại sân bay Nhất. Dạ xin lặp lại câu nói ạ. Đóng tại đâu ạ? Dạ đóng tại sân cứ không quân Tân Sơn Nhất. À dạ. Nhất Tân Sơn Nhất. Dạ vâng ạ. Rồi thưa ông, lần cuối cùng mà ông gặp ông thiếu úy không quân Nguyễn Quang Chính là ở đâu và năm mấy, ông còn nhớ không ạ? À? Và lý do vì sao lạc ạ? Dạ Nguyễn Văn Chính, dạ Nguyễn Văn Chính chứ không dạ. Phải Nguyễn Quang Chính, Nguyễn Văn Chính. Dạ vâng, Nguyễn Văn Chính, dạ vâng ạ. Dạ là lần cuối gặp nhau là tháng 4 năm 75, trước khi mất miền Nam. Dạ. Dạ thưa, dạ rồi, là như vậy là gia đình ông qua Mỹ và coi như là lạc mất ông Nguyễn Văn Chính, phải không ạ? Dạ, tôi qua Mỹ được 9 năm. Dạ. Chính ông đi ngày 3, ngày trước 30 tháng 4. Dạ. Thêm chi tiết là anh Chính đi trước 30 tháng 4, 75. Dạ. Còn riêng tôi mới qua Mỹ được 9 năm. Dạ. Để dạ. Đoàn tụ. Dạ, vâng ạ. Thưa ông Hùng Nguyễn, ông có thể cho số phone để mà liên lạc ạ? Dạ, giờ số phone cell number là 951. Dạ. 951-224. 224, dạ. Dạ, 7192. 7192. Là như vậy là ông đang ở thành phố nào ạ? Ông đang ở vùng nào ạ? Dạ, Riverside. Dạ vâng, Riverside. Dạ vâng ạ, anh Tuấn xin cảm ơn ông và đã có thông tin ở đây. Anh Tuấn sẽ loan báo trên đài để mọi người, để mà tìm người thân cho ông nha. Dạ mà cái này là trong chương trình tới rồi, chương trình này chứ anh. Dạ vâng, trong chương trình này và trong chương trình tới sẽ lặp lại thêm một lần nữa ạ. Tại vì chương trình muốn muốn có kết quả đó là tìm được người thân cho tất cả mọi người đó. Thành thử ra chúng tôi sẽ lặp đi lặp lại để đến khi nào mà tìm được người thân thì thôi. Dạ, mừng quá, cảm ơn anh nhiều lắm. À, anh Tuấn ơi. Dạ. Ơn quý đồng đọc lại cái số phone dùng tôi chứ. Dạ, số phone của ông đó là 951-224-7192, phải không ạ? Dạ, cảm ơn anh Tuấn nhiều nhé. Dạ, vâng ạ. Em xin cảm ơn ông Hùng Nguyễn ạ. Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn anh nhiều rất nhiều. Dạ, vâng. Ở trên đường live, anh Tuấn xin nghe. Dạ, vâng ạ. À, tôi tên thường gọi là tên chị Tỷ. Tôi muốn gọi người bạn. Dạ. Tôi muốn gọi người bạn Dương Kim Quê. Dạ. Dương Kim Quê có đứa em tên là Dương Liếp ở trại tị nạn Ga Lăng hồi năm 1980. Tôi muốn tìm tìm lâu quá rồi, muốn tìm người bạn lâu năm với tôi. Dạ. Chú giùm cho tôi cảm ơn chú. Dạ vâng ạ, thưa cô Tỷ, cho Tuấn xin thêm một số thông tin ha, là trước đây cô và người bạn thân này đã từng ở đâu và có những cái thông tin gì đặc biệt để mà tìm người thân ạ? Ở trại tị nạn Ga Lăng chú. Dạ vâng ạ, nhưng mà trước đây ở Việt Nam đó ạ. Cô kia ở Việt Nam đã ở Cần Thơ. Dạ. Học trường nào cô còn nhớ không? Hai người quen nhau thì ở trại tị nạn Ga Lăng á. Ồ, dạ vâng ạ, quen nhau. Nghe nói cổ đi định cư ở New York tới bây giờ năm nay là 34 năm rồi. Ồ. 35 năm rồi, bây giờ mình muốn tìm cổ đó chú. Dạ. Dạ vâng ạ. Thưa cô cho biết số phone của cô ạ. Dạ 479. Dạ. 420. Dạ. 8355. Dạ vâng ạ. Em xin cảm ơn chị Tỷ ạ. Như vậy em đã có thông. Cảm ơn chú Tấn nhiều lắm. Chú dạ. Ráng tìm giùm tôi cảm ơn chú nhiều. Dạ, dạ vâng ạ. Sẽ loan báo tin này khắp trong những thời gian gần đây nha cô. Dạ. Dạ chào chú. Dạ.
Vâng, kính thưa quý vị, chương trình sẽ tạm ngưng một vài ít phút quảng cáo thương mại và ngay sau đó thì Tìm Người Thân sẽ trở lại để quý vị có thể gọi vào trực tiếp. Trước khi quý vị gọi vào, xin quý vị hãy chuẩn bị những thông tin chi tiết để mà gọi vào đây. Chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian, cũng giống như là dành thời gian cho những bà con khác có thể gọi vào trong chương trình. Kính chào quý vị.